Luận Đại Trí Độ, quyển 59, phẩm thứ 37, Xá Lợi. Kinh: Phật bảo ngài Thích Đề Hoằng Nhân: Này Kiều Thi Ca, nếu lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp cả cõi Diêm Phù Đề làm một phần, và lấy người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật làm một phần, thì ở trong hai phần đó ông nhận phần nào? Ngài Thích Đề Hoằng Nhân thưa: Bạch Thế Tôn, trong hai phần đó con xin nhận lãnh phần viết chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Thế Tôn, chẳng phải con chẳng có tôn trọng cung kính Xá Lợi Phật, nhưng vì Xá Lợi Phật cũng xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư Phật mới có được xá lợi, và xá lợi mới được tôn trọng cung kính cúng dường tán thán vậy. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hỏi vị Đế Thích: Thưa ngài Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thủ, vì là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Dù ông muốn nhận lãnh cũng chẳng sao thủ lấy được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng do thủ hay xả mà có, chẳng do tăng hay giảm mà có, chẳng do tụ hay tán mà có, chẳng do tổn hay ít mà có, chẳng do cấu hay tịnh mà có. Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Phật Pháp mà cũng chẳng xả phàm phu Pháp, chẳng thủ Thánh Pháp mà cũng chẳng xả phàm phu Pháp, chẳng thủ vô di tánh mà cũng chẳng xả hữu di tánh, chẳng thủ nội không, dẫn đến vô pháp tự pháp không, chẳng thủ bốn niệm xứ, dẫn đến nhất thiết chủng trí, mà cũng xả phàm phu pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân nói: Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu có ai biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Phật Pháp mà cũng chẳng xả phàm phu pháp, dẫn đến chẳng thủ nhất thiết chủng trí mà cũng xả phàm phu pháp, thì vị đó chính là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật và tu Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ hai pháp tướng, nhị pháp tướng. Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị pháp tướng. Bất nhị pháp tướng cũng là tướng của đàn Ba La Mật, dẫn đến của thiền Ba La Mật. Phật tán thán vị Đế Thích: Lành thay, lành thay. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng hành hai pháp tướng. Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị pháp tướng. Bất nhị pháp tướng cũng là tướng của đàn Ba La Mật, dẫn đến của thiền Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, nếu ai muốn pháp tánh nhị tướng, là người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu ai muốn thực tế bất khả tư nghị tánh nhị tướng, là người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và thực tế bất khả tư nghị tánh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật cũng là như vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy thế gian, trời, người và Atula đều phải lễ bái, cung kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật mà chư Đại Bồ Tát tu tập được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con thường ở tại Thiên Pháp Đường, nên chư vị thiên tử thường đến nơi đây để cúng dường con. Dù thấy con ngồi trên Pháp Tòa hay chẳng thấy con ngồi trên Pháp Tòa, chư vị thiên tử vẫn hướng về Pháp Tòa cúng dường đảnh lễ, diễu quanh rồi lui về. Vì sao? Vì chư thiên tử nghĩ rằng tại Pháp Tòa này Đế Thích vẫn thường ngồi thuyết pháp cho chư thiên tử của 33 cõi trời nghe. Bạch Thế Tôn, cũng như vậy, chỗ nào có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, chỗ nào có thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì chỗ ấy có các hàng thiên long bát bộ trong khắp cả mười phương đến lễ bái cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, rốt ráo rồi đi. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh các đức Phật cùng hết thảy các lạc pháp cho chúng sanh. Do vậy mà nói Bát Nhã Ba La Mật là trú xứ của xá lợi của các đức Phật, và cũng là trú xứ của nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, khi con thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật
Nếu tâm con thâm nhập vào được với diệu pháp này thì con chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nếu Bát Nhã Ba La Mật mà có tướng mạo, có ngôn thuyết thì chư Phật chẳng thể biết được hết thảy các pháp đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, khiến chẳng có thể chứng được quả vô thượng bồ đề. Và nay chư Phật cũng chẳng có thể vì hàng đệ tử thuyết giảng các pháp là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết được vậy. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, nên chư Phật mới biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết mà chứng được quả vô thượng bồ đề. Và nay chư Phật mới có thể vì hàng đệ tử thuyết giảng các pháp là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết vậy. Bởi nhân duyên vậy nên hết thảy thế gian, trời, người và Atula đều phải tôn trọng, cung kính, tán thán Bát Nhã Ba La Mật và dùng hoa hương, anh lạc, tràng phan, bảo cái cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, biên chép, cung kính, cúng dường, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì người ấy chẳng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chẳng lạc về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo, dẫn đến người ấy sẽ được vô thượng bồ đề, sẽ thường thấy chư Phật, sẽ thường đi đến các cõi Phật để tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường chư Phật. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra Xá Lợi Phật, nên Xá Lợi Phật mới được tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường. Các thiện nam, thiện nữ thọ trì, cung kính, cúng dường Xá Lợi Phật cũng nhờ vậy mà được hưởng các phước lạc ở cõi trời, cõi người, chẳng bị đọa vào ba đường ác, lại tùy theo sở nguyện dần dần được ba thừa pháp, dẫn đến vào được Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, người được thấy Phật ở hiện đời và người được thấy kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và Phật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận hỏi: ở phẩm trước đã lấy công đức xây bảo tháp đem so với công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, sau này lại đem Xá Lợi Phật so với kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Đáp: phẩm trước nói công đức thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn công đức xây bảo tháp cúng dường Xá Lợi Phật. Phẩm này nói rõ thêm Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn Xá Lợi Phật, vì Xá Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Nên biết, người xuất gia cầu trí huệ, vì trí huệ mà nhân giải thoát, còn người tại gia phần nhiều tham đắm quả phước báo, vì phước báo mà nhân an vui. Người xuất gia cầu trí huệ để liễu triệt thật tướng pháp, trong lúc đó thì người tại gia phần nhiều cầu trí thức để phân biệt các pháp tướng, dẫn đến đắm chấp các pháp tướng. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đã được nhiều phước báo, ở trong hàng tại gia Ngài là bậc tối thắng, nên nay Ngài cầu trí huệ. Bởi vậy nên khi Phật hỏi trong hai phần ông nhận phần nào, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân liền bạch Phật rằng: trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng phải con chẳng cung kính Xá Lợi Phật, mặc dù cúng dường Xá Lợi Phật được vô lượng công đức, nhưng vì Xá Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật nên con xin lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ vị Đế Thích còn thủ Bát Nhã Ba La Mật vì còn ở nơi thế đế, như vậy vì sao Ngài còn muốn vấn nạn? Đáp: vì Đế Thích vẫn còn trong hàng tại gia, vẫn còn các phiền não trói buộc, vẫn còn bị năm dục chi phối mà lại nói được Bát Nhã Ba La Mật, nên là việc hy hiểu. Do vậy mà Ngài đã chất vấn vị Đế Thích nhằm mục đích giúp vị Đế Thích thưa hỏi Phật đến chỗ thầm thâm hơn. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đã thuận theo ý của Ngài Xá Lợi Phất mà đáp lại rằng: hết thảy các pháp đều là bất nhị tướng, vậy chẳng nên nói Bát Nhã Ba La Mật là lớn, Xá Lợi Phật là nhỏ. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị tướng, là vô phân biệt tướng. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đã dùng thế đế để nói về Bát Nhã Ba La Mật vì Ngài muốn hàng sơ phát tâm Bồ Tát được thêm tăng ích và muốn cho chúng hội rõ được lý bất nhị, chẳng còn sanh tâm phân biệt nữa. Vì sự lợi ích như vậy nên Ngài Thích Đề Hoàng Nhân mới xin nhận lãnh Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Phật tán thán vị Đế Thích rằng:
lành thay, lành thay. Ông đã phân biệt rõ ràng các pháp tướng, mà cũng khéo nói Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị tướng. Nhân đây, Phật đã nêu lên thí dụ, nếu có ai muốn phân biệt pháp tánh, dẫn đến muốn phân biệt thực tế bất khả tư nghị tánh là nhị tướng, thì người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân nghe Phật dạy như vậy, liền được tính tâm thanh tịnh, nên Ngài nói, hết thảy Bồ Tát đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài lại lấy tự thân của Ngài để dụ cho Phật, dụ cho Bát Nhã Ba La Mật, lấy pháp tòa của Ngài để dụ cho Xá Lợi Phật, và cuối cùng Ngài kết luận là giữa Xá Lợi Phật và kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, Ngài xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Ngài lại bạch Phật tiếp rằng, con vì thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật mà được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Người hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ thật pháp tướng là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, nên chẳng có gì để sợ hãi cả. Người thọ trì đọc tụng dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, chẳng đọa vào ba đường ác, chẳng lạc về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo, đời đời chẳng ly chư Phật, thường đi đến các cõi Phật để cúng dường chư Phật. Do vậy mà hết thảy thế gian, trời, người và Atula đều phải tôn trọng, cung kính, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Ngay từ đầu phẩm kinh, khi nghe Phật bảo chọn giữa hai phần Xá Lợi Phật và kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, Ngài Thích Đề Hoằng Nhân đã liễu ngộ được lý bình đẳng của hết thảy các pháp. Nay, vì hết thảy chúng sanh trong khắp cả mười phương thế giới, và vì chính mình, Ngài diễn đạt lý bình đẳng có trong câu nói: người được thấy Phật ở hiện đời và người thấy được quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và Phật chẳng phải hai, chẳng phải khác. Kinh: Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, Như Lai thị hiện trụ thế dùng ba pháp sự để thuyết 12 bộ kinh, từ Tu Đa La dẫn đến Ưu Bà Đề Xá. Nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì người này so với Phật trụ thế cũng đồng như nhau. Vì sao? Vì Phật cũng như 12 bộ kinh, từ Tu Đa La dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bạch Thế Tôn, nếu chư Phật trong mười phương thị hiện trụ thế thuyết 12 bộ kinh, từ Tu Đa La dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, thì so với thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cũng đồng như nhau, chẳng có sai khác. Vì sao? Vì chư Phật trong mười phương cũng như 12 bộ kinh, từ Tu Đa La dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị lạc về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong bất thối chuyển địa, lại nhờ có Bát Nhã Ba La Mật lực hộ trì nên xa lìa các khổ não. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng tôn trọng cung kính cúng dường tán thán kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thì xa lìa được các sự khủng bố. Ví như người trước đây mang nợ, nhưng nay lại được gần gũi một vị quốc vương cung cấp cho tiền của dư thừa, thì người chủ nợ chẳng những không làm khó dễ, mà trái lại còn sanh tâm cung kính người ấy nữa. Đây là nhờ nương quay lực của vị quốc vương mà người ấy chẳng còn sợ hãi vậy. Cũng như vậy, nhờ nơi sự tu trì Bát Nhã Ba La Mật của chư Phật mà Xá Lợi Phật được cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh Xá Lợi Phật và 32 tướng tốt của Phật, xuất sanh 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, xuất sanh 5 Ba La Mật kia và thành tựu danh tự Ba La Mật. Cũng từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật cùng nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, trong đại thiên thế giới, nếu có ai thọ trì đọc tụng tôn trọng cung kính cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật, thì nơi chỗ người đó ở, tất cả những kẻ ác, hoặc là người hoặc là quỷ thần, đều chẳng dám đến để làm hại được. Người đó dần dần sẽ được vào niết bàn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có đại lợi ích, thường tác hành Phật sự trong cả đại thiên thế giới. Bởi vậy, nơi nào có Bát Nhã Ba La Mật là nơi đó chính là có Phật dạy. Ví như ngọc Mani Bảo Châu ở nơi nào
thì nơi đó các hàng phi nhân chẳng dám đến quấy phá. Nếu có người bị bệnh nóng lành mà được đeo bảo châu này, tức thì được lành bệnh. Nếu có rắn độc cắn mà có được bảo châu đặt lên vết thương, tức thì nọc rắn độc được tiêu trừ. Nếu có người bị đau mắt đến mù lòa mà được đến gần bảo châu này, tức thì được sáng mắt. Nếu có người bị bệnh phong cùi, ghẻ độc mà được đeo bảo châu này, tức thì được lành bệnh. Lại nữa, để bảo châu này ở nơi nào thì nơi đó khí hậu điều hòa, thời tiết thuận lợi. Thả bảo châu này vào nước đục thì nước đục liền trở thành trong. Gói bảo châu này vào bao đựng hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tím, rồi đem thả vào nước thì nước liền được nhuộm theo màu đó. Lúc bấy giờ ngài A Nan hỏi vị Đế Thích: Thưa ngài Kiều Thi Ca, Mani Bảo Châu là ngọc quý ở trên trời hay là ngọc quý ở thế gian? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đáp: Thưa đại đức, bảo châu đó là vật báo ở trên trời. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng có bảo châu tương tự, nhưng công lực chẳng có thể sánh bằng được. Bảo châu đó thanh khiết, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, chẳng có thể lấy gì để so sánh được cả. Nếu đem bảo châu này bỏ vào trong hộp đầy kín, khi đã lấy bảo châu này ra khỏi hộp rồi mà công lực của bảo châu còn lưu tồn, nên chiếc hộp vẫn còn được người tôn quý. Rồi ngài Đế Thích Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cũng như vậy, chỗ nào có người biên chép kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật thì chỗ đó chẳng có sự não hại. Bạch Thế Tôn: Sau khi một vị Phật nhập Niết Bàn mà xá lợi được cung kính cúng dường, thì đó chính là nhờ công đức lực của Bát Nhã Ba La Mật, của Đàn Ba La Mật, dẫn đến của Thiền Ba La Mật, của Nội Không, dẫn đến của Vô Pháp Hữu Pháp Không, của Bốn Niệm Xứ, dẫn đến của 18 Bất Cộng Pháp, của Pháp Tánh, của Pháp Tướng, của Pháp Dị, của Thực Tế Bất Khả Tư Nghị Tánh, dẫn đến của Nhất Thiết Chủng Ký. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nghĩ rằng Xá Lợi Phật là trú xứ của Nhất Thiết Chủng Ký, của Đại Từ Đại Bi, thì liền đoạn trừ được các tạp khí, ký sử. Do vậy mà Xá Lợi Phật được cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, Xá Lợi Phật là trú xứ của công đức bảo Ba La Mật, của bất cấu bất tịnh Ba La Mật, của bất sanh bất diệt Ba La Mật, của bất xuất bất nhập Ba La Mật, của bất tăng bất giảm Ba La Mật, của bất khứ bất lai Ba La Mật. Xá Lợi Phật cũng là trú xứ của các pháp tướng Ba La Mật. Do chư Phật quân tu các pháp tướng Ba La Mật mà Xá Lợi Phật được tôn trọng, cung kính, cúng dường. Bạch Thế Tôn, chẳng luận lấy số lượng Xá Lợi Phật đầy khắp cả đại thiên thế giới, mà cho đến lấy số lượng Xá Lợi Phật đầy khắp cả hằng sa thế giới trong mười phương là một phần, và lấy người biên chép kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật là một phần, thì trong hai phần đó con cũng xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra Xá Lợi Phật, do chư Phật quân tu Bát Nhã Ba La Mật mà Xá Lợi Phật được tôn trọng, cung kính, cúng dường. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào tôn trọng, cung kính, cúng dường Xá Lợi Phật thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, được hưởng phước lạc ở cõi trời, cõi người, dẫn đến nhờ nhân duyên phước đức này mà sẽ tận diệt các khổ. Nếu thiện nam thiện nữ nào biên chép, thọ trì, thân cần, đọc tụng, thuyết giảng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ được đầy đủ Đàn Ba La Mật, dẫn đến Thiền Ba La Mật, đầy đủ Bốn Niệm Xứ, dẫn đến 18 Bất Cộng Pháp, sẽ an trú Bồ Tát vị, thù thắng hơn hàng thanh văn và Bích Chi Phật. An trú nơi Bồ Tát vị, thiện nam thiện nữ này sẽ được đầy đủ các thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bạch Thế Tôn, chẳng phải con khởi tâm bất kính đối với Xá Lợi Phật mà chẳng nhận lãnh phần xá lợi. Vì sao? Vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật cũng là cúng dường Xá Lợi Phật vậy. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn thấy pháp thân của chư Phật hiện tại ở trong khắp mười phương thế giới thì phải thọ trì, thân cận, độc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, và còn phải vì người khác thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ này khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật cũng phải y nơi pháp tướng mà tu tập niệm Phật Tam Muội. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào muốn thấy chư Phật hiện tại thì cũng phải thọ trì, thân cận, độc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, cũng như phải vì người khác thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Phật thị hiện trú nơi ba pháp sự để vì chúng sanh thuyết 12 bộ kinh. Hỏi:
Phật thuyết đầy đủ 12 bộ kinh. Như vậy vì sao nói thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì so với Phật trụ thế cũng đồng như nhau? Đáp: Phật muốn tán thán Bát Nhã Ba La Mật nên nói trong 12 bộ kinh thì Bát Nhã Ba La Mật là thù thắng hơn cả. Lại nữa, người đã phát tâm hành Bồ Tát Đạo thì cũng phải thuyết 12 bộ kinh, bao gồm hết thảy các giáo pháp của cả ba thừa giáo, mà ở trong đó Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng. Vì sao? Vì tất cả giáo pháp của cả ba thừa giáo đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên người thọ trì, thân cận, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly tác bà nhã tâm là như Phật dạy.